Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi số tự động quý vị và các bạn nha. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Phiên bản này là phiên bản Cross các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2021. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Màu đen, số tự động quý bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản Cross, bản đủ rồi các bạn ạ. Option thì tương đối là đầy đủ rồi các bạn nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 3 vạn rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 583 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản, quý vị và các bạn nhé. Đấy, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ 5,9 lít cho 100 km quãng đường trường đấy. Và trung bình là 6,9 lít các bạn nhé. Rất là tiết kiệm nhiên liệu cho nên là nhiều anh em mua chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy ạ. Vì hiệu quả kinh tế thì rất là cao, với dung tích của động cơ chỉ có 1.5 lít thôi. Tiết kiệm nhiên liệu, giá thành thì lại rẻ cho nên là anh em đầu tư vào những chiếc xe này để chạy dịch vụ thì sớm thu lại được vốn hơn so với những cái dòng xe khác các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái dàn lốp còn rất là dày, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Phiên bản này phiên bản Cross, đầy đủ hết option rồi các bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, dàn lốp, đây là cái lốp trước này, lốp trước cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Phiên bản sản xuất năm 2021 này là form mới rồi các bạn nhé. Nhìn cái phần đầu rất là hầm hố và chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là đều rất là đẹp các bạn ạ. Toàn bộ những cụm đèn này đều chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì cả này. Lốp thì rất là dày. Đấy, cả một cái dàn lốp này đều rất là dày, rất là mới, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm chạy với vài năm nữa mà không phải làm cái gì, không phải thay thế cái gì cả. Chỉ đầu tư tiền ban đầu sang tên xong cái là đổ xăng vào và chạy thôi các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho các bạn cùng xem đấy. Hôm nay tôi quay tại cửa hàng chúng tôi cho nên là nó hơi chật hẹp một chút, mở cánh cửa nó cũng không được thoải mái đấy. Thời điểm mà thời tiết mới hôm nay thì nó cũng rất là mưa cho nên là tôi không đem ra ngoài tôi quay được. Vô lăng cần số đây đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét là hơn 3 vạn km các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. 3 vạn 3. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, rất là đẹp rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Tắp đi cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất, ghế da màu đen, trần màu kem này, dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau ở trên trần. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất ghế da hai màu, kết hợp giữa màu đen và màu nâu, tạo cho chiếc xe rất là đẹp luôn. Và đây là cái cụm đèn hậu này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì nhé. Phần cốp sau đây. Thưa với quý vị và các bạn, ở những chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi thì chiếc xe Xpander này cũng được thiết kế với hàng ghế sau gấp gọn đấy. Và cái phần keo chỉ này, ốc cabo này, ốc cốp sau này, ốc cốp sau là còn nguyên bản hết nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, còn nguyên. Quý vị và các bạn đi mua xe cũ thì xem kỹ cho tôi cái phần đầu và phần sau để thấy được là có bị đâm đụng hay không ạ. Đấy, những cái phần nỉ trần đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Phần nỉ trần này, những cái phần nhựa này, đấy, rất là đẹp luôn. Cái cốp sau đây ạ. Gấp ghế, hàng ghế ngồi phía sau này gấp rất là gọn. Nếu như chúng ta chạy 5 người thì sẽ có một cái khoang để đồ rất là rộng quý bạn nhé. Đấy, cho nên là rất nhiều người mua những chiếc xe này để chạy dịch vụ đấy ạ. Gấp gọn. Và đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ các bạn nhé. Rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, đều đẹp luôn các bạn ạ. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản Cross sản xuất năm 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn,
hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một chiếc xe Xpander phiên bản Cross 2021 đẹp từ ngoại thất cho đến nội thất nhé. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn ạ. Vì chiếc xe mới lăn bánh có 3,3 vạn thôi. Vô lăng cần số, tay phanh còn nguyên bản hết luôn đây các bạn này. Đấy, còn nguyên bản và còn rất là đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị sẵn màn hình tích hợp camera lùi rồi. Toàn bộ những cái phần nỉ trần này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rất là mới, những cái phần trần này là màu kem rất là sang trọng. Phần ghế da màu đen kết hợp với màu nâu đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ tôi đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe này, từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là mới rồi các bạn nhé. Tất cả đều rất đẹp và rất đều xe. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe này các bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Xpander 2021 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích là 1.5 lít. Đấy, và điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đây là nó còn nguyên bản. Cái ốc chân máy này, ốc chân máy, ốc mặt máy còn nguyên bản hết các bạn nhé. Rồi đến những cái ốc tai, đầu xe còn nguyên bản vì chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới. Tất nhiên là chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ về cái khoang động cơ này đi rồi. Nhưng quý bạn thấy đây ạ, nó rất là mới luôn các bạn nhé. Không những mới và lại còn nguyên bản từng con ốc một đấy, từ những cái ốc giảm sóc. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Mới nguyên luôn các bạn ạ. Một chiếc xe 2021 tính ra là mới 2 năm sử dụng thôi. Mỗi một năm chạy 1,5 vạn. Đây là ốc cabo, đây là ốc chân cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản hết này. Toàn bộ từ ốc cabo đến keo chỉ cabo còn nguyên bản này, tem của nhà sản xuất này còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Nguyên bản và rất là đẹp. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.